Haber quá khỏe. Haber sẽ đi vào vết xe đổ của hai đặc vụ không thể cân bằng như Fed và Chamber vì những chiêu thức cực OP. Haber sẽ xoán ngôi Viper và đứng đầu bảng xếp hạng controller. Những cái cầu nhận xét quá quen thuộc về sức mạnh của Haber qua trailer giới thiệu được Riot tung ra, và đặc vụ người Ấn này đã được ra mắt vào ngày 18 tháng 10 cách đây không lâu. Qua những trải nghiệm và những nhận xét của các pro player, liệu Haber có khỏe như lời đồn? Hãy cùng Góc Nhìn Gosu số tuần này tìm hiểu về nhân vật này nhá. Giống như Chamber là Sentinel nhưng lại có lối chơi giống Semi-Duelist, Valorant đang có xu hướng đa dạng hóa lối chơi hơn cho từng class nhân vật của mình. Điều này tương tự với Haber, controller đầu tiên trong Valorant mang thiên hướng tấn công mạnh mẽ tựa như Semi-Initiator. Kỹ năng C thác đổ, trang bị một con sóng lớn, nhấn bắn để phóng con sóng về phía trước, tái kích hoạt để dừng con sóng sớm, tất cả người chơi trúng chiều sẽ bị hiệu ứng lập chậm. Một cơn sóng ngắn nhưng lại vô cùng cao, cho phép bạn có thể che khuất cả những khu vực cao như Haven. Ngoài ra cơn sóng này vô cùng thích hợp khi bạn muốn tấn công đẩy nhanh. Đối với không gian nhỏ hẹp không có chỗ né, kỹ năng này không khác gì ép đối phương phải vượt qua trong thế bị động. Quy thủy khiên, trang bị một quả cầu thủy khiên, bắn để phóng quả cầu, chuột trái để ném xa và chuột phải để ném gần. Khi chạm đất, quả cầu bung ra tạo một lớp khiên hình cầu cản tầm nhìn và mọi đường đạn từ ngoài bắn vào lẫn từ trong bắn ra. Quả cầu này mà kết hợp với chiêu C Barrier Orb của Sage thì đặt hoặc gỡ spy đúng là đỉnh của chóp anh em ạ. E thủy triều dâng trào, trang bị một tường nước, bắn để phóng tường nước đi, nhấn giữ kỹ năng để điều khiển hướng của tường nước có thể xuyên mọi địa hình, nhấn chuột phải trong khi kỹ năng điều khiển để ngắt sớm bức tường. Chiêu này là chiêu imba nhất của Haber khi chiếc tường có thể bẻ cong và che toàn bộ khu vực backside, giúp team entry đặt spy dễ dàng. X thủy nộ, trang bị sức mạnh tối thượng của cổ vật, nhấn bắn để triệu hồi một suối nước phun trào cực rộng hình tròn trên mặt đất. Suối nước sẽ tiến chậm về phía trước. Mọi kẻ địch đứng trong vùng ảnh hưởng sẽ bị những đợt phun trào nhắm tới. Nếu bị phun trào trúng, chúng sẽ bị choáng. Haber thật sự là một controller cực kỳ toàn diện khi mang đến sự chủ động độc đáo cho đồng đội bằng bộ kỹ năng diện rộng và nhiều hiệu ứng của mình. Nhưng liệu Haber có thể trở thành hot meta được không khi anh chàng này đang phải cạnh tranh với top controller hiện tại, Viper? Và sau những ngày ra mắt, anh chàng Ấn Độ này đã nhận được khá nhiều sự thất vọng đến từ các player nói chung và cho rằng Haber như quả bom xịt, không giống như Chamber và Fade khi mới ra mắt. Kém cơ động. Controller hiện nay bao gồm Brimstone, Omen, Viper, Astra và Haber. Brimstone, Omen, Astra có thể smoke tại một vị trí có khi ở tận bên kia bản đồ. Tương tự với việc Viper cũng có thể kích hoạt Poison Cloud và Toxic Screen khi cô ở bất cứ đâu. Điểm chung của những đặc vụ này là có thể hỗ trợ đồng đội từ xa, cũng chính là thứ mà Haber không có, và đây cũng là nhược điểm lớn nhất. Như ví dụ này, chúng ta đều biết Haber có chiêu E rất dài giống Viper và bạn có thể dùng trải dài từ mid đến B-side. Điều này khiến bạn đã phung phí một đoạn chiêu thức quan trọng nhất của mình chỉ để ngăn một lần đẩy của kẻ địch. Thay vào đó, bạn nên dùng chiêu C thác đổ để che chắn tối đa tầm nhìn của đối phương, rất mạnh, nhưng yêu cầu bạn phải đứng ở side đó chứ không thể đứng tận A-side để sử dụng được. Không có chiêu thức cản trở. Chúng ta đều biết Brimstone có Molly, Omen có chiêu gây mù, Astra có chiêu C Gravity Well và chiêu Q Nova Pulse. Viper có hẳn combo Snake Bite, cộng với việc nếu kẻ địch đi qua Toxic Screen và Poison Cloud sẽ bị DK, nên việc solo thủ sai sẽ rất dễ dàng. Thế nhưng, Haber lại không có cho mình những chiêu thức cản trở đó. Hãy nhìn lại bộ kit của Haber, anh ta có thứ gì có thể gây cản trở? Tường của Haber có làm chậm, nhưng hiệu ứng đó chỉ kéo dài có khoảng nửa giây, thậm chí chúng ta còn khó để nhận biết nó chậm như thế nào, vì 0,5 giây nó chẳng đáng kể là bao. Và một vấn đề nữa, đó chính là không chỉ kẻ địch bị dính hiệu ứng chậm mà ngay bản thân bạn cũng bị chiếc tường bạn tạo ra làm chậm. Vâng, tương tự với cả teammate của bạn luôn. Vậy mà trong trailer chúng ta đã tưởng Haber có một chiếc tường chắn được đạn cơ đấy. Smoke dở nhất Valorant. Ok, chúng ta chấp nhận rằng Haber không có những chiêu thức gây cản trở, nhưng như vậy còn chiếc smoke siêu ngầu chắn đạn thì làm sao? Smoke của Haber được coi là smoke dở nhất trong tất cả, mặc dù có thể chắn đạn, thứ mà Valorant chưa áp dụng cho chiếc smoke nào từ trước đến nay. Đó chính là nó quá dễ dàng bị phá bỏ và biến mất sớm, khiến smoke của Haber có khoảng 500 HP, tức là kẻ địch chỉ cần mất khoảng 12 đến 13 viên đạn với Phantom và Vandal. Nếu bạn nghĩ đến việc đặt spy trong thủy khiên là an toàn, không, kẻ địch chỉ việc spam đạn để phá bỏ nó và bạn có thể gặp nguy hiểm, đồng nghĩa với việc đối thủ có thể chưa mất đến 3 giây để vứt luôn 350 crest của bạn đi mất. Như vậy thì tường của Sage còn hữu dụng hơn để che chắn khi cần khoảng 20 viên đạn Vandal mới phá rỡ được một mảng wall. Ngoài ra, thủy khiên không ngăn được hết tất cả các chiêu thức của các đặc vụ khác và điều đó đòi hỏi bạn phải nhớ được chiêu nào chặn được chiêu nào không. Điều này quá là rắc rối. Ví dụ như trong thủy khiên,
ulti quá tải của Neon có thể chặn được, nhưng đừng ngạc nhiên khi bạn vẫn ăn chọn ulti Showstopper của Raze vào người nhá. Ulti không hiệu quả cao. X thủy nộ của Harbor có thể gây choáng váng và phát hiện mục tiêu, nhưng nhược điểm của ulti này là nó gây choáng rất chậm, tức nghĩa là kẻ địch quá dễ dàng tránh được. Và nếu như team đối phương đang chiếm được site và dùng chiêu thức che hết tầm nhìn thì bạn có thể cũng không thể thấy được tia sáng phát hiện đối phương đang ở đâu luôn. Vì vậy, giữa ulti của Harbor với ulti Viper hay Brimstone, bạn sẽ chọn cái nào? Chắc chắn tỷ lệ lựa chọn thủy nộ là vô cùng thấp. Như vậy, Harbor đang có thiên hướng tụt lại phía sau những đặc vụ khác vì tấn công tốt giống Initiator nhưng lại dở về mặt phòng thủ, trong khi Controller lại cần giữ site một cách chắc chắn hơn. Từ những đánh giá của những pro player và tuyển thủ, chiêu thức có thể sửa lại giúp Harbor mạnh hơn và cũng để anh chàng này trở về đúng role của mình, chính là chiêu quỳ thủy khiên. Thay vì dễ dàng bị bắn vỡ và biến mất. This orb needs to be stronger. Maybe make it so if someone breaks this like this, the smoke still stays up for the whole 13 second duration. That would be a cool buff. Maybe make it so you can throw it down. Thứ hai là chiếc tường nước của Harbor không nên làm chậm chính anh ta và đồng đội. Vì nếu như Harbor đã bao trọn một khu vực sai, đồng đội cũng chần chừ với việc đẩy ra backside vì có thể làm chậm chính mình. Nếu vẫn giữ cơ chế làm chậm tất cả mọi người thì kẻ thù nên bị làm chậm lâu hơn đồng minh. Trường hợp thứ ba chính là ulti của Harbor có phần hơi yếu so với những đặc vụ khác, khi cả ulti của Viper có thể khiến đối phương chỉ còn một máu, hay Brimstone chỉ cần từ xa cũng đã khiến cho kẻ địch không thể nào gỡ spy được rồi. Vì vậy, nếu có thể cho thời gian bị choáng thi triển nhanh hơn một chút thì cũng sẽ rất tuyệt vời. Vậy theo các bạn, đặc vụ mới Harbor này có thực sự mạnh mẽ? Nếu không thì anh chàng Ấn Độ này cần chỉnh sửa như thế nào để có thể sánh vai với Viper? Comment ngay ở phía bên dưới để cùng thảo luận với chúng mình nhé. Còn bây giờ thì mình là Hùng, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những số tiếp theo của Góc Nhìn Gosu trên GC Channel nhé. See ya!